Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Sửu 1973, mệnh tam đối mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những người mệnh mộc khác thì tam đối mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế, họ thường được sự ủng hộ, lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách của những người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn, nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Quý Sửu 1973, mệnh tam đối mộc, tính tình lành lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người thân của mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với những người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm của gia đình cùng các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm. Quý âm thủy gặp bính dương hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình của gia chủ tuổi Quý Sửu ổn định nhưng chưa thực sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mọi người đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Gia chủ cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng cháy túi lúc nào không hay. Đặc biệt năm 2021, gia chủ tuổi Quý Sửu nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, gia chủ có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Gia chủ có thể cảm thấy lạ lẫm, lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Bản mệnh có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến cho gia chủ nản lòng mà còn khiến mọi người thêm vững tâm, tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Quý Sửu phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào công việc, nếu không gia chủ sẽ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Vậy nên để có thể kích hoạt tình duyên, sự nghiệp, vận may, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp Quý Nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc, thuận lợi trong công việc. Đồng thời vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ gia chủ phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Sang tháng 7 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Gia chủ có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của gia chủ tuổi Quý Sửu không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thật sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề vất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Quý Sửu tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với gia chủ, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của mọi người không hòa hợp được với đối phương. Mọi người nên cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của gia chủ khi có mâu thuẫn. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên gia chủ thời gian này, mọi người hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp gia chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó sẽ giúp mọi người gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Quý Sửu không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến gia chủ lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của gia chủ. Mọi người nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực ngày càng giảm sút. Kinh Phong Thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình. Ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt.
Gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, Kỳ Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Quý Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm sơn đầu hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục. Xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, từ ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 7, từ ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, đinh mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Quý Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, mậu tí, nạp âm, phích lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7, từ ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, canh tí, nạp âm, bích thượng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7, từ ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, nhâm tí, nạp âm, tang trá mộc. Quý vị thân mến, trên đây Kinh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.